Điều kính tiếng về gia thế mẹ chồng người Philippines của Tăng Thanh Hà Mẹ chồng người Philippines của Tăng Thanh Hà là người kính tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Mẹ chồng Tăng Thanh Hà có tên Cristina Serrano, bà là người vợ đầu tiên của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Cả hai kết hôn ở Mỹ, sau đó chuyển về sinh sống tại Philippines và có với nhau 6 người con, ba trai, ba gái. Về thân thế của mẹ chồng Tăng Thanh Hà, bà Cristina sinh ra trong một gia đình giàu có ở Philippines và là cháu họ của bà Imelda Marco, phu nhân cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marco, một người phụ nữ nổi tiếng về sự tiêu xài xa hoa sau khi ly hôn ông jonathan bà christina ở lại philippines cùng con trai lớn henry nguyễn và các cô con gái gồm stephanie nguyễn an nguyễn và jennifer nguyễn trong khi đó anh em louis nguyễn chồng tăng thanh hà và philip nguyễn sang việt nam sinh sống cùng bố dù ở tuổi xế chiều nhưng nhan sắc của mẹ chồng tăng thanh hà vẫn cực kỳ trẻ đẹp bà được nhận xét là có phong thái quý tộc và những nét đẹp sắc sảo mà không phải người phụ nữ nào ở độ tuổi này cũng có được hiện nay mẹ chồng người philippines của tăng thanh hà rất ít xuất hiện trước truyền thông những hình ảnh của bà chỉ được cập nhật khi các con đăng tải lên trên mạng xã hội